Trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay lại nấu ăn cho cậu Út kêu cái gì. Cậu Út hôm nay chắc nghỉ đi bán rồi quá. Hôm đó nó nghỉ rồi mà. Nãy em chạy ngang em thấy nhà. Nãy chạy thiếu quên mua xả, cái nãy đi mua xả nè. Em có hỏi cậu nói là bán bữa nó nghỉ. Chứ dịch tới rồi không dám đi bán nữa sợ bị lây. Như là cái gài loại quá, thôi đu thấy đuối rồi, thấy đuối sức rồi, thấy thở quá. Em nấu có gì cho cậu Út vậy? Có hai món gì canh á, canh với kho gì? Ừ, ra kho thì kho để mới ăn. Còn canh thì ăn bây giờ. Bên cải. Cái gì kho? Cái cha kho. Sao có cá rô nữa? Cá rô nó canh hai con nè, cái này cái rô nó bên cải đó. Có xả gì? Có xả. Có xả. Món này là món gì? Xả và kho đó hả? Kho mà cái nào bự hơn nào canh hả? Ngộ à? Có nhiều hơn hả? Tại vì kho nhiều hơn, canh thì ít hơn. Làm cho ăn hai cái rồi để cho nước nó mấy. Để dầu cái thơm. Dầu thơm. Bên đây là cái nồi kho ha, cái màu mèo ha. Đỏ xanh rồi. Dưới đi. Cá bự quá nên em không có mua con mà em không có. Có bán khúc nữa hả? Ngộ à? Có, khúc đó 40 ngàn ký, khúc đó 50 ngàn. Là một khúc được cũng được đó hả? Cái ngọt hả? Khúc mình thì người ta bán khúc đầu 25 ngàn ký, còn khúc mình thì bán 40 ngàn ký. Mà khúc đầu nó canh chua mới ngon chứ kho đó ngon. Rồi khúc sau mắc hơn hả? Giữa ngon mắc hơn, giữa thịt nó mắc hơn. Khúc đuôi với khúc đầu vậy. Cắt ngắn ngắn chứ sao mình cắt ngắn ngắn như vậy nè, nó không có sớ. Có nhiều người nói sao mình cắt ngắn dữ. Tại vì em ăn răng cỏ gì xịu xạo hết. Không, không phải cậu thôi, là mình ăn em cũng cắt gì đó. Tại vì cắt như vậy đặng công cải nó có già, mình ăn nó cũng không bị sớ, không có dai. Có bỏ gì vô nữa không? Để em để tiêu vô cho nó thơm. Ừ, tiêu rồi vô chứ. Sao em sẽ để tiêu vô. Ừ, bên đây cái nồi bên đây nào chín? Chín chín. Ủa nó dai, cá nó to quá nên thịt nó dai. Vậy mới ngon chứ. Ngon. Đây nó thơm nên đánh ăn. Đâu giờ đáp bạn? Nó thơm quá trời. Rồi nhìn thấy ngon ác ôn luôn ha. Đúng rồi. Sáng ở dưới mình đang ăn. Chị nói nấu đồ ăn á, có phải mình nấu không? Mình nấu cả tâm tình trong đó. Vì mình nấu để cho ngon, cố tình nấu cho ngon để ăn được nhiều, để cho có sức khỏe. Em nói với mẹ vậy hả? Ừ. Đúng rồi. Canh theo sợ mình không? Ừ. Có tiêu thì hấp dẫn. Cũng ngon ác ơn luôn. Bỏ bỏ đại vô đi, gì đấy. Chín rồi, gì? Xôi bột. Để dưới chín quá nằm. Thì tắt bếp đi. Rồi để nguội đi, nguội cái xong đem cho. Đây, Quang Thanh. Rồi đồ ăn nguội bây giờ sẽ đem lên cậu Út nha. Mấy chai dưa leo hôm rồi quên đem mà hư ghê không? Giờ tiếp tục đem. Kính chào quý vị tới nhà cậu Út rồi gì? Nay thấy cậu phơi thuốc gì nữa đây? Hôm nay nhà hôm qua cúng nhiều vậy ta? Cái cây đó. Cái rồng hay gì? Qua đâu có nhiều. Cậu ơi, nay sao bông hoa nhiều cậu? À, bao lâu mới cúng lần vậy? Sao bông mua hay đâu nhiều hả? Mua. Rồi cúng lần nhiều bông dữ vậy đó hả? Đủ mấy đủ bệnh. Nhiều quá. Cậu làm gì vậy? Làm đồ ăn hả? Đồ ăn. Đồ ăn chay. Ủa? Cúng mà. Ờ, làm ăn cúng hả? Ừ. Ăn cúng chay hả? Ừ. Là bữa nay cúng nữa hả? Ừ. Sao thấy mấy bông héo héo vậy? Cái bông cúng thiếu nước. Mới chăm nó, xịt nước sáng. Rồi, con đem đồ ăn cậu nè. Đem vô. Bịch thuốc này, bịch thuốc gì? Cả điếm nè. Đó kia kiếm hay đâu có?
kêu mẹ nó kiếm đủ thứ nhẫn lòng rồi dạng nước nam tập tàn thuốc tập tàn á. Ai kiếm? Em kêu 13 kiếm rồi kiệm kiếm. Dạ hả? Những cái gầy uống thuốc nam rồi uống thuốc này nữa hả? À, uống nhiều thuốc chứ vậy? Người vậy là cái gầy uống thuốc tây ha? Từ hôm đó này đâu uống thuốc tây đâu. Bệnh viện cái gầy sao giống coi? Bệnh viện gầy quá xá. Từ hôm dịch giờ luôn á. Ủa cúng cúng mẫu là phải cúng đồ chay đồ ăn luôn hả? Ừ. Cúng cây cũng được, tại mình chiên mình làm. Tiền đây. Gán mình là. Cúng lần nhiều bông dữ vậy ha? Ừ. Rồi cũng tiền dữ ha. Cũng hết. Rồi để con xếp đồ ăn. Cái này con nói con mới mua hả? Ừ. Con nói nhiêu? Đẹp quá ha. 88.000. Ủa sao mắc dữ vậy? Chống dính mà chả xịn luôn. Chống dính mà mắc dữ vậy đó. Không có mua cho chú Năm có mấy chục ngàn có. Ồ, vô đẹp quá. Chả xịn hả? Cái này có tiền mua chảo ngon hả? mới đi bán số được còn đó. Tiền bán số lời đó hả? Ừ. Có dạ, có tiền bán số ngon ha. Dầm dầm. Dạ, cái đó sớt canh hay gì đấy con sớt cho. Ừ. Rồi cậu làm gì làm đi con sớt. Có mua đồ chai gì nhiều á? Mua gì làm cú hả? Ừ. Mà nay có ăn chai không? Nay mấy? 18 hả? 18. Cái này cũng mua luôn hả? Mua. Mấy này gì á? Có sữa nữa hả? Nước mắm. Sao có sữa nữa hay vậy? Sữa chiên bánh xèo. Vậy hả? Ủa? Chiên xèo làm gì? Cậu cũng chiên bánh xèo. Ăn bánh... nghe trên clip nè nó dạy chiên bánh xèo. Vậy hả? Thèm bánh xèo hay gì? Ừ. Trời ơi vậy chiên ăn hả? Dạ, mới mua cái chảo đó. Vậy hả? Rồi biết cậu biết chiên không? Biết. Biết làm xèo không? Biết. Biết hả? Nó lên mạng đó. Giờ hàng chia rau rồi nhóc đây hả? Ừ. Ơi, xài bánh xèo thôi, đi mua cái bánh xèo ăn cho nó khỏe không? Mình làm nó cho mình biết. Gì là mấy rau này ăn bánh xèo ha? Dạ. Về cố quay. Dạ. Cái máy giặt không gà ổn luôn hả cậu? Dạ. Rồi về đến nhà rồi quý vị ơi. Hôm nay cậu Út cúng mẫu gì đó. Rồi thấy chuẩn bị cái cậu thèm bánh xèo, cậu sẵn làm ăn luôn. Bây giờ mình về đến nhà thì bắt đầu mình giải quyết hậu trường nha quý vị. Giải quyết hậu trường. Đây. Hậu trường nấu ăn hôm nay như đây. Rồi bây giờ xin khép lại video tại đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chân trọng kính chào.